Vâng, kính thưa quý vị, thưa bà con, nay công ty cổ phần phân bón Mùa Vàng lại tiếp tục chuyển hàng về ấp Ba Kinh, xã Kiên Bình, Kiên Giang để giao hàng cho bà con tại đây. Thì nơi đây thì đã có anh Hải đã sử dụng nhiều vụ và đạt những kết quả tốt. Nay anh Hải lại tiếp tục nhập hàng về và cùng với những bà con lân cận chia sẻ nhau những cái hay của phân bón khi mình sử dụng phân công nghệ sinh học của người này. Có nhiều cái kết quả đem lại lợi nhuận cho bà con. Và hôm nay thì công ty chúng tôi lại chuyển xuống cho bà con để kịp thời vụ. Thì nhắc lại ở xã Kiên Bình thì bà con đã có phân công nghệ sinh học của người. Bà con có nhu cầu thì bà con cứ liên hệ số hotline 0989 836 001 để gặp trực tiếp anh Long để được tư vấn và chuyển hàng về để vụ trụ vùng đồng nhà mình.